Luận đại trí độ quyển 45 phẩm thứ 13 Kim Cang Kinh. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ nên được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm quyết ở trong chúng, tu bốn quả thanh văn, tu quả bích chi Phật dẫn đến vào được bất thối chuyển địa, thì gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát có thể phát được đại quyết tâm như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm dẫn đến khi vào bất thối chuyển địa, chẳng sanh tâm sân si, chẳng sanh tâm phiền não, chẳng trú tâm bích chi Phật, nên phát được đại quyết tâm ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát đại tâm kiên cố bất hoại như kim cang, quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Thế nào là đại tâm bất hoại như kim cang? Này Tu Bồ Đề, trải qua vô lượng đời, Bồ Tát phát đại thệ nguyện xả bỏ hết thảy các vật sở hữu của mình, bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, dạy chúng sanh tu ba thừa pháp, dẫn dắt họ vào vô dư niết bàn. Dùng tâm tát bà nhã để thật hành sáu pháp ba la mật, dùng trí huệ để biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp, vân vân. Như vậy là Bồ Tát phát đại tâm bất hoại như kim cang, an trú trong đại tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường giữ tâm bất động. Thế nào là tâm bất động? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thường niệm nhất thiết chủng trí mà chẳng hề giấy niệm mình có tâm bất động như vậy. Như vậy là Bồ Tát thường giữ tâm bất động, an trú trong tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường sanh tâm làm việc lợi ích an lạc cho chúng sanh. Thế nào là tâm làm lợi ích an lạc cho chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát sẵn sàng cứu độ hết thảy chúng sanh, chẳng rời bỏ chúng sanh, thường làm các việc lợi ích nhằm an lạc chúng sanh, mà chẳng giấy niệm mình có tâm lợi ích an lạc chúng sanh như vậy. Như vậy là Bồ Tát thường sanh tâm làm việc lợi ích an lạc cho chúng sanh, an trú trong tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, vì dụng tâm vô sở đắc vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường phát tâm dụng pháp, hỷ pháp và lạc pháp. Thế nào là tâm dụng pháp, hỷ pháp và lạc pháp? Này Tu Bồ Đề, pháp nói đây chính là thật tướng pháp, nơi thật tướng pháp thường tin, thường nhẫn thọ thì gọi là dụng pháp và hỷ pháp. Khi tu hành thật tướng pháp mà thường vui thì gọi là lạc pháp. Như vậy là Bồ Tát thường phát tâm dụng pháp, hỷ pháp và lạc pháp, an trú trong tâm ấy, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát an trú trong nội không dẫn đến trong vô pháp, hữu pháp không, an trú trong bốn niệm xứ dẫn đến trong 18 bất cộng pháp, quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội dẫn đến trong ly chấp hư không bất nhiễm tam muội, cũng quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát dùng vô sở đắc an trú trong hết thảy các pháp mà quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận hỏi: Nghĩa Ma Ha Tát là như thế nào? Đáp: Ma Ha là đại, là lớn, Tát Đoạ là chúng sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc đại Bồ Tát tối tôn tối trọng trong chúng sanh, phát tâm rộng lớn nguyện trên cầu đạo vô thượng, dưới hóa độ hết thảy chúng sanh, nên biết chúng sanh có ba hướng đi, đó là hạng chúng sanh có chánh định, quyết định vào niết bàn; hạng chúng sanh có tà định, quyết định đọa vào ba đường ác; hạng chúng sanh bất định. Ngoại trừ Phật ra thì trong các loài chúng sanh, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát là những bậc chánh định tối đại, xếp vào bậc nhất trong thánh chúng. Thánh chúng nơi đây bao gồm cả chư hiền thánh và chư đại Bồ Tát thập địa. Vì Bồ Tát tu thập địa nhiếp trong thánh tánh nên thập địa cũng được gọi là thánh địa. Ví như đứa trẻ sanh trong gia đình quyền quý, tuổi này còn nhỏ nhưng quyết định về sau sẽ thành tựu được đại sự nghiệp. Lại ví như tu theo thanh văn thừa vào thời kỳ kiến đạo,
Hành giả lần lượt tu bốn pháp là noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất, do tỉnh ngộ mà thấy được đạo, vào được đạo, vào được kiến đạo. Do kiến đạo mà vào được tu đạo, do tu đạo mà được vô học đạo, chứng các quả vị A-la-hán hay quả vị Bích Chi Phật. Bồ Tát khi đã được vô sanh pháp nhẫn, tùy theo vô thượng Bồ Đề mà phát tâm, thì gọi là chân phát tâm. Do biết rõ thật tướng các pháp, biết rõ tâm hành của chúng sanh, nên Bồ Tát tận phá được các phiền não. Lại do thường tùy theo vô thượng Bồ Đề, nên Bồ Tát chẳng còn khỏi các tâm điên đảo. Bồ Tát an trú trong kim cang tâm, ra vào sanh tử để cứu độ chúng sanh, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, được thành Phật. Có thuyết nói, người tu tuy còn nhiều kiết sử, nhưng nếu phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, nguyện sẽ làm Phật để cứu độ chúng sanh, thì tuy còn ở trong phiền não mà cũng đã xứng đáng được tôn quý, khiến các hàng trời người đều cung kính. Có thuyết nói, ví như vị thái tử của vị chuyển luân thánh vương, tuy chưa lên ngôi mà đã được thần dân tôn quý, người phát tâm Bồ Tát cũng như vậy, tuy còn ở trong phiền não mà đã thắng hơn hàng chư thiên rồi. Lại có thuyết nói, Bồ Tát tuy chưa được vô thượng Bồ Đề, nhưng nếu đã được vô sanh pháp nhẫn, đã vào được bất thối chuyển địa thì cũng được Phật thọ ký, nên cũng được gọi là Bồ Tát Maha Tát. Bồ Tát Maha Tát ở trong chúng quyết định làm bậc thượng thủ, nên phát đại tâm thọ các khổ thay cho chúng sanh, mà được tâm bất động kiên cố như kim cang. Bồ Tát được kim cang tâm rồi, chẳng còn bị lay động bởi các phiền não, chẳng còn tín thọ các ác pháp nữa. Nếu không có ác ma đến đòi lấy đầu tủy não, Bồ Tát vẫn sẵn sàng cho hết. Nếu không có bị mắng nhiếc, bị hành hung, tâm Bồ Tát cũng vẫn chẳng lay động. Tâm Bồ Tát kiên cố như kim cang, nên gọi là kim cang tâm. Phật nói về tướng của kim cang tâm khiến Bồ Tát tự nghĩ rằng chẳng phải một tháng, một năm, một đời mà đến vô lượng kiếp tu, ta vẫn phải phát đại thệ nguyện trang nghiêm pháp thân. Ta nguyện một trải qua vô lượng kiếp, ta phải ở trong sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. Hai, ta phải xả hết thảy các vật quý của nội và ngoại thân ta. Ba, ta phải xem hết thảy chúng sanh bình đẳng, chẳng phân biệt thương ghét bạn thù. Bốn, ta phải ở trong ba thừa đạo để độ chúng sanh vào Phật đạo. Năm, ta phải độ thoát hết thảy chúng sanh như vậy mà vẫn chẳng thấy có chúng sanh nào được độ thoát cả. Sáu, ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh và đều bình đẳng tướng. Bảy, ta phải đem tâm thanh tịnh vô nhiễm mà hành bát nhã ba la mật rồi hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề. Tám, ta phải thông đạt hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Chín, ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng. Ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là không, phải xa lìa các ước tưởng phân biệt. Mười, ta phải biết rõ hai tướng dẫn đến vô lượng tướng đều là bình đẳng, vô phân biệt. Ta phải thông đạt hết thảy các pháp môn, từ hai môn như hữu vô, sanh diệt, sắc vô sắc, và môn như thiện ác vô ký dẫn đến vô lượng môn. Ta phải diệt sạch các phiền não, diệt sạch các nghiệp quả báo, khiến hết thảy các chướng ngại đều tán hoại. Như kim cang có công năng phá tan hết thảy các vật, mà bản chất của kim cang lại kiên cố bất hoại, Bồ Tát quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ, mà vẫn ở nơi bất khả đắc không, vẫn thường giữ tâm kiên cố bất động như kim cang. Nếu Bồ Tát đã phát đại tâm như vậy mà còn sanh kiêu mạn, thì nghiệp tội sẽ lớn vô cùng. Vì sao? Vì đối với Bồ Tát thì hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Bồ Tát ở nơi vô sở đắc thấy các pháp đều là như mộng, như huyễn, như hóa, chẳng thấy có pháp nào có định hướng cả. Tâm Bồ Tát kiên cố như kim cang nên dù vào trong ác đạo mà vẫn cam chịu các khổ, miễn sao độ thoát chúng sanh ra khỏi các ác đạo, để rồi dạy họ tu tập các thiện pháp, dẫn dắt họ vào niết bàn an lạc. Bồ Tát cứu độ các chúng sanh như vậy, rồi vì chúng sanh mà tu tập các công đức, dù trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hề thối tâm, mãi cho đến khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nguyện thay chúng sanh chịu khổ, nên dù phải trải qua vô lượng kiếp trong các nẻo đường sanh tử, mà tâm Bồ Tát chẳng hề thối thất, gánh vác cả 3.000 thế giới mà tâm vẫn chẳng lay động. Tâm Bồ Tát kiên cố bất động như vậy nên gọi là kim cang tâm. Bồ Tát ở trong chúng sanh mà vẫn giữ tâm bình đẳng, chẳng sanh dục nhiễm. Vì sao? Vì nếu mống tâm thương ghét phân biệt thiên vị, thì liền bị giặc ái phá hoại tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là gốc của Phật đạo vậy.
Lại nữa, Bồ Tát thường hành từ bi tâm nên chẳng có sanh sân tâm, lại thường quán hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, mà tự tánh vốn là không nên chẳng sanh si tâm, lại thường ái niệm chúng sanh nên chẳng sanh não tâm, lại thường chẳng xả chúng sanh, thường tôn quý Phật đạo nên chẳng sanh nhị thừa tâm. Hỏi: nói tâm kiên cố như kim cang là đủ rồi, như vậy còn nói tâm bất động làm gì nữa? Đáp: tâm kiên cố cũng có thể nhiều ít tăng giảm, cây lớn còn có thể bị gió lay động. Nếu tâm Bồ Tát chưa thật sự kiên cố thì vẫn có thể bị các nội ngoại duyên làm chao động. Vì sao? Vì hễ còn có tà kiến, còn có nghi kiến thì tâm vẫn còn bị chao động. Bởi vậy nên phải có thật trí tuệ mới có thể được tâm kiên cố bất động được vậy. Lại nữa, Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh, thường chẳng xả chúng sanh, nên thường được tâm an lạc. Chú trong tâm ấy mà Bồ Tát chẳng chấp tâm ấy. Vì sao? Vì đối với Bồ Tát thì lạc pháp là hơn hết, thế nhưng chẳng phải vì vậy mà phá hoại các pháp tướng. Nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp để chấp, chẳng thấy có pháp để thọ. Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, biết rõ vô sở đắc là tướng niết bàn. Bồ Tát thường tín thọ ba giải thoát môn nên thường được lạc pháp. Lại nữa, Bồ Tát an trú trong 18 không, chẳng tùy ý hành nên chẳng khởi sanh nghiệp tội. An trú trong 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, diệt các phiền não, tu tập các thiện pháp, nên thường ở trong đại chúng làm bậc thượng thủ. Bồ Tát vào kim cang tam muội được bình đẳng tâm, được an lạc hạnh khiến tăng trưởng thiện căn, được đầy đủ trí huệ. Do có đầy đủ các lực phương tiện như vậy, nên Bồ Tát quyết định ở trong thánh chúng thường làm bậc thượng thủ. Bởi các nhân duyên vậy nên gọi là Bồ Tát Maha Tát. Phẩm thứ 14, đoạn chư kiến, đoạn trừ các kiến. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Huệ Mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con cũng muốn được nói về chỗ sở hành của Bồ Tát Maha Tát. Phật dạy: này Xá Lợi Phất, ông hãy cứ nói đi. Ngài Xá Lợi Phất thưa: bạch Thế Tôn, theo chỗ con nghĩ thì Bồ Tát phải đoạn sắc kiến dẫn đến thức kiến, ngã kiến, mạng kiến, sanh kiến, dưỡng dục kiến, nhất kiến, tác kiến, sử tác kiến, khởi kiến, sử khởi kiến, thọ kiến, sử thọ kiến, tri giả kiến, kiến giải kiến, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, ấm kiến, nhập kiến, giới kiến, đế kiến, nhân duyên kiến, niệm xứ kiến, dẫn đến bất động pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng sanh kiến, tịnh Phật độ kiến, Phật kiến, chuyển pháp luân kiến. Bồ Tát phải đoạn sạch hết thảy các kiến mới có thể vì người thuyết pháp, mới có thể được gọi là Bồ Tát Maha Tát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất: vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc kiến là vọng kiến, thọ tưởng hành thức kiến dẫn đến chuyển pháp luân kiến đều là vọng kiến? Ngài Xá Lợi Phất đáp: nếu Bồ Tát chẳng có các lực phương tiện thì ở nơi sắc sẽ sanh kiến chấp, ở nơi thọ tưởng hành thức dẫn đến ở nơi chuyển pháp luân cũng sẽ sanh kiến chấp. Vì sao? Vì dụ pháp hữu sở đắc vậy. Trái lại, nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà có đầy đủ các lực phương tiện thì sẽ đạt được các lưới chấp. Vì sao? Vì đó là dụ pháp vô sở đắc vậy. Do Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà thuyết pháp nên được vô ngại thuyết. Luận: trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây. Phật dẫn 500 đệ tử đến Hồ Á Nộ đạt thuyết về các bản nguyện nhân duyên khiến tự thân Phật được viễn ly lạc. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất vắng mặt ở chúng hội, Phật bảo Ngài Mục Kiền Liên đi mời Ngài Xá Lợi Phất về. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đến Tịnh Xá Kỳ Hòa để gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đang may y, nói với Ngài Mục Kiền Liên chờ Ngài may y xong rồi sẽ đi. Ngài Mục Kiền Liên hối thúc phải đi gấp, nhưng thấy y may chưa xong nên bèn lấy tay xoa lên chiếc y, khiến chiếc y liền được hoàn thành. Ngài Xá Lợi Phất thấy Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông, bèn thả một sợi chỉ xuống đất rồi nhờ Ngài Mục Kiền Liên lấy lên dùng. Ngài Mục Kiền Liên dùng cả hai tay kéo sợi chỉ mà sợi chỉ vẫn cứ ở tại chỗ. Tức thì Ngài Mục Kiền Liên liền nhập vào định, đập tay xuống đất khiến mặt đất liền rung động, nhưng sợi chỉ vẫn ở yên vị trí cũ. Lúc bấy giờ ở nơi hồ Nậu Đạt, Ngài Kiều Trấn Như hỏi Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mặt đất rung động? Phật dạy: ông Mục Kiền Liên dùng cả hai tay để kéo sợi chỉ của ông Xá Lợi Phất mà chẳng sao kéo lên được. Ông bèn nhập định đập tay xuống đất khiến mặt đất rung động mà vẫn chẳng sao kéo sợi chỉ lên được. Rồi Phật dạy: này các tỳ kheo, ông Xá Lợi Phất nhập định mà ông Mục Kiền Liên còn chẳng biết được đó là định gì. Cũng vậy, khi Phật nhập định,
ông Xá Lợi Phất cũng chẳng biết được Phật vào định gì, trí huệ của Phật thâm diệu, đến như ông Xá Lợi Phất cũng chẳng sao lường được. Bởi nhân duyên vậy, nên ngài Xá Lợi Phất chẳng muốn phô bày trí huệ cao rộng của mình, mà chỉ muốn theo Phật chuyển pháp luân. Ngài muốn nói lên chỗ hành của chư Bồ Tát Ma Ha Tát để Phật vị vào đó giảng rộng thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Chư đại Bồ Tát từ vô lượng kiếp đã phát Bồ Đề tâm, lại có đại bi tâm, đã tận trừ phiền não, đã dệt sạch các tập khí, đã đoạn hết ái kiếp rồi. Cho nên khi các ngài vừa nghe ngài Xá Lợi Phất nhắc đến sắc kiến, ngã kiến, thọ kiến, mạng kiến, dẫn đến Phật kiến, truyền pháp luân kiến, là các ngài liền đoạn ngay được các kiến chấp câu sanh đã có từ đời vô thủy đến nay. Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ, tu nằm ấm dẫn đến tu các Phật pháp cũng đều là Bồ Tát hạnh cả, nên mới hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: vì sao Bồ Tát phải đoạn các kiến? Ngài Xá Lợi Phất đáp: nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì khi quán sắc liền thủ sắc tướng, khởi sanh sắc kiến, như vậy là vọng kiến. Trái lại, nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà có các lực phương tiện, từ khi quán sắc chẳng thủ sắc tướng, chẳng khởi sanh sắc kiến, như vậy là chất kiến. Đối với các tà kiến chấp khác cũng đều là như vậy cả. Kinh: lúc bấy giờ ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Phật dạy: này tu Bồ Đề, ông hãy cứ nói đi. Ngài tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, vô thượng Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Vì sao? Vì chư đại Bồ Tát dụng tâm ấy chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu, nên chẳng bị hết thảy trí tâm vô lậu trói buộc, bởi vậy nên được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài tu Bồ Đề: vì sao vô đẳng tâm của chư đại Bồ Tát chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm? Ngài tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm chẳng thấy các pháp có sanh có diệt, có cấu có tịnh. Do vì chẳng thấy các pháp có sanh có diệt, có cấu có tịnh, nên chẳng thấy trong đó có thanh văn tâm, có bích chi Phật tâm, có vô thượng Bồ Đề tâm, có Phật tâm. Bởi vậy nên vô đẳng đẳng tâm của Bồ Tát chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Ngài Xá Lợi Phất nói: đúng như lời ngài nói, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu, chẳng chấp sắc, chẳng chấp thọ tưởng hành thức, chẳng chấp bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát nói đến tâm mà chẳng chấp tâm. Ngài tu Bồ Đề nói: đúng vậy, đúng vậy, Bồ Tát chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp. Ngài Xá Lợi Phất nói: tâm phàm phu cũng vô lậu, cũng chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Thành văn tâm bích chi Phật tâm dẫn đến Phật tâm cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Ngài tu Bồ Đề nói: đúng vậy, đúng vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói: sắc cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Thọ tưởng hành thức dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng vô lậu, cũng có trói buộc, vì là tánh không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Ngài tu Bồ Đề nói: đúng như lời ngài nói, sắc dẫn đến 18 bất cộng pháp đều vô lậu, chẳng có trói buộc, vì đều là tánh không. Ngài Xá Lợi Phất nói: vì sắc là không, nên chẳng nên chấp trước. Vì thọ tưởng hành thức dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là không, nên chẳng chấp trước. Vì bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là không, nên chẳng nên chấp trước. Ngài tu Bồ Đề nói: đúng vậy, đúng vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát dụng vô thượng Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm, hành bát nhã ba la mật, nên chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Bồ Tát Ma Ha Tát dụng tâm như vậy mà cũng chẳng có chấp tâm, vì dụng pháp vô sở hữu vậy và nhân duyên vậy nên gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận: ngài tu Bồ Đề dụng vô đẳng đẳng tâm mà chẳng chấp tâm ấy, nên biết rõ các pháp đều chẳng có định tướng, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh. Vì sao? Vì tâm đã là rốt ráo không, thì chẳng còn sanh các tướng tâm, nên là rốt ráo thanh tịnh. Do vậy mà Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng còn thấy có thanh văn tâm, bích chi Phật tâm, dẫn đến chẳng còn thấy có Bồ Tát tâm, Phật tâm. Bồ Tát Ma Ha Tát dụng vô đẳng đẳng tâm như vậy, nên chẳng đồng với thanh văn và bích chi Phật. Thế nhưng chẳng phải vì được hết thảy trí tâm vô lậu mà Bồ Tát sanh cao tâm. Vì sao? Vì biết rõ rằng thanh văn bích chi Phật cũng như phàm phu khi đã được ly các chấp thì cũng đều được tâm vô lậu. Vì sao? Vì đều là tánh không cả, đã là tánh không,
thì đều là rốt ráo thanh tịnh cả, ví như mây mù có thể che ánh sáng mặt trời mặt trăng mà chẳng có thể làm ô nhiễm mặt trời mặt trăng được vậy. Lại nữa, thật tướng của phiền não cũng như tánh không cùng với tướng tâm chẳng có gì sai khác cả. Có khác chăng là ở chỗ phàm phu do vọng chấp mà thấy có sanh có diệt, có cấu có tịnh. Trái lại, chư thánh hiền do tu vô tướng trí tuệ mà nên khởi chẳng khởi tâm phân biệt nữa. Chỉ vì thương xót chúng sanh mà chư Bồ Tát, chư thánh hiền hành các pháp nhưng vẫn thường giữ tâm vô sở trước. Cho nên phải biết rằng chẳng phải chỉ có tâm các bậc thánh là vô lậu chẳng trói buộc, mà tâm phàm phu khi chẳng còn bị các nghiệp dẫn nữa thì cũng là vô lậu chẳng có trói buộc. Sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy cả. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng tâm chẳng có tướng, vô tướng là không. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng chấp năm ấm dẫn đến chẳng chấp hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy đều là tự tướng không. Ngài Tu Bồ Đề tán thán Ngài Xá Lợi Phất và nói rằng Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc, là rốt ráo thanh tịnh. Bởi nhân duyên vậy nên nói vô thượng Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm của Bồ Tát chẳng đồng với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Lại nữa, khi dùng tâm ấy mà chẳng niệm chẳng chấp mới mau đến được vô thượng Bồ Đề. Phẩm thứ 15, Phú Lâu Na. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, ông hãy cứ nói đi. Ngài Phú Lâu Na thưa: Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, phát thú đại thừa, thừa đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào là phát đại thệ trang nghiêm? Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát trú đàm ba la mật mà chẳng phân biệt có hành đàm ba la mật, chỉ vì hết thảy chúng sanh mà trú đàm ba la mật, dẫn đến trú bát nhã ba la mật mà chẳng phân biệt có hành bát nhã ba la mật, chỉ vì chúng sanh mà trú bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành sáu pháp ba la mật, phát đại thệ trang nghiêm. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm chẳng có hạn cuộc trong một số giới hạn chúng sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát tự nguyện ở khắp các cõi, trong khắp các loài để độ thoát hết thảy chúng sanh. Nghĩ rằng khi ta hành sáu pháp ba la mật đúng theo tâm Tát Bà Nhã, ta phải nguyện cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành sáu pháp ba la mật, phát đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành đàn ba la mật đại thệ trang nghiêm? Đúng theo Tát Bà Nhã tâm, khi hành bố thí, Bồ Tát được bao nhiêu công đức cũng đều cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề cả. Đây là đại thệ trang nghiêm đàm ba la mật. Khi hành đàm ba la mật, khi hành bố thí, Bồ Tát thường chỉ giới thành tịnh chẳng hướng đến quả thanh văn và quả bích chi Phật. Đây là đại thệ trang nghiêm thi la ba la mật. Khi hành đàm ba la mật, khi hành bố thí, Bồ Tát thường tín nhẫn nơi pháp bố thí. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật. Khi hành đàn ba la mật, khi hành bố thí, Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm tỳ lê gia ba la mật. Khi hành đàn ba la mật, khi hành bố thí, Bồ Tát thường nhiếp tâm chẳng để mống tâm thanh văn và bích chi Phật. Đây là đại thệ trang nghiêm thiền na ba la mật. Khi hành đàn ba la mật, khi hành bố thí, Bồ Tát thường quán các pháp như huyễn, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, cũng chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thệ trang nghiêm bát nhã ba la mật. Khi hành đàm ba la mật, thưa Ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo Tát Bà Nhã tâm được đầy đủ cả sáu ba la mật. Khi hành đàm ba la mật mà chẳng có chấp, chẳng có đắc các tướng ba la mật, nên gọi là hành đàn ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào hành thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo Tát Bà Nhã tâm? Khi trì giới, Bồ Tát dùng tâm bố thí đem công đức trì giới để cùng với hết thảy chúng sanh đồng thời hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn ba la mật. Khi hành thi la ba la mật, khi trì giới, Bồ Tát thường tu tín nhẫn nơi pháp trì giới. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật. Khi hành thi la ba la mật, khi trì giới, Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm tỳ lê gia ba la mật. Khi hành thi la ba la mật,
Khi trì giới, Bồ Tát Thường Nhiếp Tâm chẳng để mống tâm thanh văn và bích chi Phật. Đây là đại thệ nguyện cho nghiêm thiện na ba la mật khi hành thi la ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát Thường quán các pháp như viễn, chẳng chấp có hành trì giới, chẳng niệm có sáu pháp ba la mật. Vì dụ pháp vô sở đắc vậy, đây là đại thệ cho nghiêm bát nhã ba la mật khi hành thi la ba la mật. Thường ngài xá lợi Phất như vậy là Bồ Tát y theo tát bả nhã tâm hành thi la ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành sàn đề ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tát bả nhã tâm? Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát dùng tâm bố thí đem công đức nhẫn nhục để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là đại thệ trang nghiêm đàm ba la mật khi hành sàn đề ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh, chẳng hướng đến quả thanh văn và quả bích chi Phật. Đây là đại thệ trang nghiêm thi la ba la mật khi hành sàn đề ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát siêng năng tinh tấn, chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm tỷ lê gia ba la mật khi hành sàn đề ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát thường nhiếp tâm, cho nên dù phải chịu đau khổ cũng giữ tâm bất động, chẳng có bị tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm thiền na ba la mật khi hành sàn đề ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát thường quán các pháp là không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả. Cho nên dù có bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, cũng vẫn xem các pháp đó đều như mộng như viễn. Đây là đại thệ trang nghiêm bát nhã ba la mật khi hành sàn đề ba la mật. Thường ngày xá lợi Phất, như vậy là Bồ Tát đi theo tát bả nhã tâm hành sàn đề ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành sàn đề ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành tỷ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tát bả nhã tâm? Khi hành tinh tấn, Bồ Tát vẫn thường hành bố thí, chẳng để thân tâm giải đãi. Đây là đại thệ trang nghiêm đàm ba la mật khi hành tỷ lê gia ba la mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh đầy đủ, chẳng hề thối tâm đại thừa. Đây là đại thệ trang nghiêm thi la ba la mật khi hành tỷ lê gia ba la mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát hành nhẫn nhục đầy đủ, thân tâm cam chịu mọi khổ đau. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật khi hành tỷ lê gia ba la mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát vẫn nhiếp tâm bất động vào các thiền định. Đây là đại thệ trang nghiêm thiền na ba la mật khi hành tỷ lê gia ba la mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát chẳng chấp các pháp, tưởng chấp các pháp tướng cũng chẳng chấp danh tướng. Đây là đại thệ trang nghiêm bát nhã ba la mật khi hành tỷ lê gia ba la mật. Thường ngày xá lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo tát bả nhã tâm hành tỷ lê gia ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành tỷ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành thiền na ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tát bả nhã tâm? Khi hành thiền, Bồ Tát vẫn định tâm hành bố thí, chẳng để thân tâm tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn ba la mật khi hành thiền na ba la mật. Khi hành thiền, Bồ Tát vẫn thường trì giới thanh tịnh, lại dùng sức thiền để ngăn chặn các pháp phá giới, khiến các pháp ấy chẳng xen vào được. Đây là đại thệ trang nghiêm thi la ba la mật khi hành thiền na ba la mật. Khi hành thiền, Bồ Tát dùng sức từ bi tam muội nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Đây là đại thệ trang nghiêm sàn đề ba la mật khi hành thiền na ba la mật. Khi hành thiền, Bồ Tát chẳng chấp đắm các thiền vị, cần cầu thăng tiến lần lượt vào các thiền vị. Đây là đại thệ trang nghiêm tỷ lê gia ba la mật khi hành thiền na ba la mật. Khi hành thiền, Bồ Tát chẳng y nơi các pháp, chẳng tùy theo thiền mà sanh các thiền cảnh. Đây là đại thệ trang nghiêm bát nhã ba la mật khi hành thiền na ba la mật. Thường ngài xá lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo tát bả nhã tâm hành thiền na ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành thiền na ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tát bả nhã tâm? Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã khi bố thí, sẵn sàng xả bỏ nội ngoại vật sở hữu của mình, chẳng hề luyến tiếc, cũng chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có Phật thí, chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thệ trang nghiêm đàm ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã khi trì giới, dùng trí quán chiếu, nên chẳng thể có phân biệt giữa trì giới và phá giới. Đây là đại thệ trang nghiêm thi la ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã quán chiếu các pháp đều là không, nên chẳng thấy có người đến mắng nhiếc, đánh đập, sát hại mình,
cũng chẳng thấy có các pháp nhẫn nhục. Đây là đại thệ trang nghiêm, sẵn đề ba la mật, khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã, quán chiếu các pháp đều là không nên được tự tại khởi đại bi tâm, tinh cần hành các thiện pháp. Đây là đại thệ trang nghiêm tỷ lê gia ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã mà nhập vào các thiền định, quán các thiền định đều là ly tướng, là vô tướng, tướng và vô tác tướng. Đây là đại thệ trang nghiêm thiền na ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát đi theo tác bà nhã tâm, hành bát nhã ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Maha Tát đại thệ trang nghiêm như vậy, được chư Phật khắp mười phương hoan hỷ, xưng danh và tán thán giữa đại chúng rằng ở cõi nước đó có vị Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Luận: Ngài Phú Lâu Na là vị đệ nhất pháp sư trong hàng đại đệ tử của Phật. Sau khi nghe hai ngài Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất nói về nghĩa Maha Tát và đều được Phật ca ngợi, ngài bèn bạch Phật xin được nói tiếp về nghĩa Maha Tát. Phật liền chấp thuận. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề là vị chủ thuyết về bát nhã ba la mật trong chúng hội, nên ngài Xá Lợi Phất mới phải hỏi. Này, vì sao ngài Xá Lợi Phất còn phải hỏi ngài Phú Lâu Na nữa? Đáp: Nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Phú Lâu Na trước kia đều là Bà La Môn, cả hai ngài đều được đặt tên theo tên của mẹ. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là Xá Lợi Tử, còn ngài Phú Lâu Na được gọi là Di Đa La Ni Tử. Cả hai vị đều là đại đệ tử của Phật. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, còn ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp đệ nhất. Cả hai vị đều có biện tài vô ngại, làm cho người nghe pháp say mê tín thọ. Bởi vậy chúng hội tôn kính hai ngài bình đẳng như nhau. Lại nữa, trong kinh Thí Dụ Bảy Xe có cho biết là ngài Phú Lâu Na rất thân thiết và rất muốn luận nghị với ngài Xá Lợi Phất. Riêng đối với ngài Tu Bồ Đề thì ngài Phú Lâu Na có rất ít dịp để luận nghị. Nay nhân dịp ngài Tu Bồ Đề thuyết về bát nhã ba la mật, ngài Phú Lâu Na muốn tham gia luận nghị, nên ngài mới xin Phật cho phép ngài bàn luận thêm về nghĩa Maha Tát. Hỏi: Đại trang nghiêm có nghĩa như là người đi đường xa phải gánh nặng lương thực theo mình chăng? Đáp: Vị chủ tướng muốn chống phá quân giặc phải chuẩn bị đầy đủ binh lính và khí giới. Cũng như vậy, Bồ Tát Maha Tát muốn đánh phá ma quân, dẹp giặc phiền não, phải hành sáu pháp ba la mật để tự trang nghiêm. Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã tu tập các công đức trí huệ để làm hành trang vào Phật đạo, nên mới cưỡi cỗ xe đại thừa hành sáu ba la mật. Hỏi: Vì sao Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng hành đạo mà lại chẳng được gọi là đại thệ trang nghiêm? Đáp: Nhị thừa tâm có hạn lượng, vì còn có chứng có đắc, lại nặng về phần tự độ, nhẹ về phần tha độ. Đối với Bồ Tát thì tự độ và tha độ đều bình đẳng như nhau, chẳng có gì phân biệt cả. Bồ Tát Maha Tát tự trang nghiêm bằng cách dùng cỗ xe đại thừa đưa hết thảy chúng sanh vào Phật đạo bình đẳng như nhau. Bồ Tát Maha Tát tự trang nghiêm là để trang nghiêm Phật độ, nên thường hành sáu pháp ba la mật và cũng dìu dắt chúng sanh cùng hành sáu pháp ba la mật. Hỏi: Vì sao Bồ Tát Maha Tát phát đại thệ trang nghiêm? Đáp: Vì muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn cùng với hết thảy chúng sanh đồng đến vô thượng Bồ Đề, nên Bồ Tát Maha Tát tu sáu pháp ba la mật. Như ngài Phú Lâu Na nói, Bồ Tát vì hết thảy trí huệ mà tu tập các công đức để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát chẳng mong cầu phước báu nhân thiên mà chỉ phát đại thệ nguyện cùng với hết thảy chúng sanh đồng đến niết bàn an lạc, đồng thành Phật đạo, như vậy là đại thệ trang nghiêm. Lại nữa, Bồ Tát Ma Tát chẳng tham đắm thần thông mà chỉ nhất tâm hành Phật đạo, cho nên dù bị người đến mắng nhiếc đánh đập hay đến đe dọa giết chết, Bồ Tát vẫn nhẫn thọ, vẫn an nhiên tự tại hành bố thí nhẫn nhục cùng các pháp ba la mật khác. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, nên trước mọi sự đe dọa áp bức cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề nao núng. Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều do duyên hòa hợp sanh mà tự tánh vốn là không, biết rõ các pháp đều như huyễn như hóa, nên thường nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thường nhập vào các thiền định. Lại vì Bồ Tát
Cầu nhất thiết trùng trí, nên tu tập đầy đủ 6 pháp ba la mật, mà chẳng chấp ba la mật tướng. Như vậy ở nơi một ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên được gọi là đại trang nghiêm. Trong các kinh có nói nhiều về bố thí ba la mật, nhưng vì nghĩa lý của ba la mật này quá thậm thâm, giờ này ít có ai thấu triệt được, nên nay khai luận để giải rõ hơn về nghĩa lý của bố thí ba la mật, cũng như về nghĩa lý của năm ba la mật kia. Hỏi vì sao nói đán ba la mật nhiếp luôn cả năm ba la mật kia? Đáp, nói một ba la mật nhiếp luôn cả năm ba la mật kia cũng chẳng có lỗi gì. Vì sao? Vì chẳng phải ở trong một đời mà Bồ Tát có thể hành đầy đủ cả 6 ba la mật, mà phải trải qua vô lượng kiếp, tu tập vô lượng công đức hòa hợp mới được đầy đủ cả 6 pháp ba la mật. Khi hành một ba la mật thì cả năm ba la mật kia cũng đồng sanh. Lại nữa, chư Phật trong khắp mười phương khi thuyết pháp thường lấy bố thí làm cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo. Trong kinh thường dạy rằng bố thí vào trì giới được phước đức sanh lên cõi trời. Hỏi, vì sao nói bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo? Đáp, vì đem pháp môn bố thí dạy cho chúng sanh thì từ lớn đến nhỏ, từ sang đến hèn, vân vân, ai cũng đều có thể tu được cả. Ví như nói, bố thí cho người mình ghét sẽ làm cho sự oán hận của họ tiêu tan, biến ác thành thiện, biến thù thành bạn. Do hành bố thí ba la mật mà chư Phật có được đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được đầy đủ các công đức. Do hành bố thí ba la mật mà ngài Bồ Tát Bảo Thủ luôn luôn có 7 báu đầy đủ để cấp thí cho chúng sanh, vân vân. Nghe nói như vậy, chúng sanh hoan hỷ tín thọ, tinh tấn tu bố thí và tu năm độ khác, dẫn đến vào được đạo niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên nói bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo. Hỏi, vì sao ngài Phú Lâu Na nói một pháp ba la mật nhiếp cả năm ba la mật kia là đại trang nghiêm? Đáp, nếu hành riêng rẽ từng ba la mật thì thế lực rất yếu, nếu tập hội đủ 6 pháp ba la mật thì thế lực sẽ tăng lên gấp bội. Ví như khi chưa tập hợp đầy đủ quân sĩ, khí giới, lương thực thì khả năng chiến đấu còn hạn chế. Ngược lại, nếu tập hợp đầy đủ quân sĩ, khí giới, lương thực cùng các phương tiện hành quân khác thì sự chống phá giặc ắt sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Bồ Tát cũng như vậy, do hành đầy đủ cả 6 pháp ba la mật nên có lực phương tiện hùng mạnh, phá hết ma quân, dẹp sạch phiền não để thẳng tiến đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên hành một pháp ba la mật mà nhiếp được cả năm pháp ba la mật kia mới là đại trang nghiêm vậy. Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm như vậy, được chư Phật khắp mười phương hoan hỷ xưng danh tán thán rằng ở cõi đó có vị Bồ Tát Mahātát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độ. Kinh, ngài Xá Lợi Phất hỏi, thế nào gọi là phát thú đại thừa? Ngài Phú Lâu Na đáp, thưa ngài Xá Lợi Phất, khi hành 6 pháp ba la mật, Bồ Tát Mahātát ly các dục, ly các bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc và sơ thiền, dẫn đến giả niệm thanh tịnh và đệ tứ thiền. Bồ Tát lại đem đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, vô lượng vô biên, vô oán vô não, trải rộng khắp các thế giới, từ một phương đến mười phương. Lúc vào thiền, Bồ Tát Mahātát khởi bốn vô lượng tâm, đem các thiện công đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết trùng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahātát phát thú đại thừa. Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát đúng theo tát bản nhã tâm, an trú trong bốn thiền, khởi bốn vô lượng tâm và nghĩ rằng khi ta được nhất thiết trùng trí, ta sẽ đoạn sạch phiền não cho hết thảy chúng sanh, và ta sẽ vì họ thuyết pháp. Đây là Bồ Tát Mahātát hành thiền ba la mật mà có nhiếp đàm ba la mật. Có Bồ Tát đúng theo tát bản nhã tâm, an trú trong bốn thiền, chẳng thọ thanh văn và bích chi Phật tâm. Đây là Bồ Tát Mahātát hành thiền ba la mật mà có nhiếp thi la ba la mật. Có Bồ Tát đúng theo tát bản nhã tâm, an trú trong bốn thiền, nghĩ rằng vì phải đoạn sạch phiền não nơi hết thảy chúng sanh, nên khi thuyết pháp phải nhẫn thọ mọi sự ưa thích của họ. Đây là Bồ Tát Mahātát hành thiền ba la mật mà có nhiếp sàn đà ba la mật. Có Bồ Tát theo đúng tát bản nhã tâm, an trú trong bốn thiền, thường tinh tấn tu tập chẳng hề ngưng nghỉ, lại đem các công đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết trùng trí. Đây là Bồ Tát Mahātát hành thiền ba la mật mà có nhiếp tỷ lê gia ba la mật. Có Bồ Tát đúng theo tát bản nhã tâm, an trú trong bốn thiền, quán các pháp đều là vô tướng, vô thường tướng, là
Khổ tướng là vô ngã tướng, là không tướng, là vô tướng tướng, là vô tác tướng. Rồi cùng với hết thảy chúng sanh, đồng thời hướng về nhất thiết chủng trí, đây là Bồ Tát Ma Ha Tát, hành thiền ba la mật mà có nhiếp bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát hành từ tâm, nguyện an lạc hết thảy chúng sanh, hành bi tâm, nguyện cứu tế hết thảy chúng sanh, hành hỷ tâm, nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh, hành xả tâm, nguyện làm cho hết thảy chúng sanh được lậu tận. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng vô lượng tâm hành đản ba la mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm hành trì tịnh giới, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng bốn vô lượng tâm hành thi la ba la mật. Có Bồ Tát tu bốn lượng tâm chẳng tham đắm các quả thanh văn và bích chi Phật, mà chỉ nhẫn thọ các khổ của chúng sanh, nhất tâm hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng bốn vô lượng tâm hành sẵn đẻ ba la mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm tinh tấn hành các tịnh hạnh, đây là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng bốn vô lượng tâm hành tỷ lê gia ba la mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm và các thiền định mà chẳng hề đắm trước thiền vị, đây là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng bốn vô lượng tâm hành thiền na ba la mật với lực phương tiện của bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát đúng theo tát bản nhã tâm mà tu bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, tu ba giải thoát môn dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại quán các pháp đó đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng lạc chẳng định vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều chẳng phải có mà cũng chẳng phải chẳng có vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán ba cõi dục sắc và vô sắc đều chẳng phải có mà cũng chẳng phải chẳng có vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi đều chẳng phải có mà cũng chẳng phải chẳng có vì đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát dụng pháp vô sở đắc để phát thú đại thừa. Luận hỏi: trong sáu pháp ba la mật, nếu thuyết theo chiều nghịch thì phải thuyết bát nhã ba la mật trước, nếu thuyết theo chiều thuận thì phải thuyết đàn ba la mật trước. Này vì sao? Vừa mở đầu đã thuyết về thiền ba la mật. Đáp: người đã phát đại thệ trang nghiêm, trước hết phải vào thiền định. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát chưa có lực thiền định thì chưa có thể ly dục tâm. Do còn dục tâm nên chưa có thể hành các ba la mật khác được. Ngoài ra còn rất dễ bị thối tâm. Ngược lại, nếu Bồ Tát vào thiền ba la mật mà hành từ tâm thì từ tâm sẽ được kiên cố bất động. Bồ Tát hành từ tâm nhập vào từ tâm tam muội thì dao chẳng có thể chém được, lửa chẳng có thể thiêu được, vân vân. Ngoài ra còn có được nhiều thần thông biến hóa. Bởi vậy nên muốn phát đại thệ nguyện trang nghiêm thì trước hết Bồ Tát phải vào thâm thiền định. Phật dạy chim phải có đầy đủ đôi cánh mới có thể bay xa được. Cũng như vậy, người tu hành trước hết phải tu thiền ba la mật, rồi sau đó mới có thể tinh tấn dõng mãnh tu các ba la mật khác được. Hỏi: trong bốn thiền đã có nhiều công đức dẫn đến tu sáu pháp ba la mật rồi, nay vì sao còn nói phải tu bốn vô lượng tâm nữa? Đáp: Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bồ Tát Đạo dùng bốn vô lượng tâm để duyên các tướng tâm của chúng sanh nhằm cứu độ họ. Lại nữa, trong bốn vô lượng tâm có hơi từ bi tâm, Bồ Tát thường dùng từ bi tâm để ban vui cho chúng sanh và cứu họ thoát khổ. Hỏi: Bồ Tát chú trong năm thần thông cũng làm lợi ích cho chúng sanh, như vậy vì sao chẳng nói đến? Đáp: đại bi là căn bản của Bồ Tát hạnh, bởi vậy nên nói dùng bốn vô lượng tâm mà hành sáu pháp ba la mật mới là phát thú đại thừa. Vì sao? Vì từ bi hỷ xả dẫn sanh sáu pháp ba la mật. Trên đây các nhân duyên phát thú đại thừa đã được nêu đầy đủ. Hỏi: vì sao phải tu bốn niệm xứ dẫn đến phải tu 18 bất cộng pháp để được nhất thiết chủng trí? Đáp: hành pháp có hai nghĩa, đó là tín hành, pháp tánh hành.
Tiến hành là quán về tánh vô thường, khổ không vô ngã. Pháp tánh hành là quán về các hành vô thường, khổ không vô ngã. Hoặc chỉ quán vô thường, chỉ quán khổ, chỉ quán không, chỉ quán vô ngã, mà thấu rõ được thật tướng các pháp. Bồ Tát Ma-ha-tát vì muốn độ hết thảy chúng sanh nên phải tu học hết thảy các pháp môn. Lại nữa, Bồ Tát Ma-ha-tát phát đại thừa tâm, dùng 18 không để phá 18 chướng pháp, rồi lại chuyển 18 không thành đại trí huệ. Dùng trí huệ quán các pháp là thường định mà chẳng có định tướng, như vậy là dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải định mà cũng chẳng phải loạn. Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, nên chẳng rơi về hai chấp thường và đoạn. Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh, nên chẳng rơi về bốn chấp điên đảo thường lạc ngã tịnh. Dùng trí huệ quán ba thời quá khứ hiện tại và vị lai, quán ba cõi dục sắc và vô sắc đều chẳng phải có, cũng chẳng phải chẳng có, vì biết rõ ba thời ba cõi đều là bất khả đắc nên chẳng rơi vào vô minh mà được đại trí huệ. Dùng trí huệ quán thế gian trí và xuất thế gian trí là chẳng phải trí, cũng chẳng phải chẳng phải trí, phi trí. Vì biết rõ trí và phi trí đều là không, là bất khả đắc cả, nên được rốt ráo thanh tịnh, chẳng trú nơi bất cứ một định tướng nào cả. Lại nữa, Bồ Tát Ma-ha-tát chẳng hành không nhằm phá chấp về đoạn diệt, cũng chẳng hành pháp ái nhằm ly y trì. Bởi vậy nên nói Bồ Tát Ma-ha-tát chẳng phải hành trí, mà cũng chẳng phải chẳng hành trí, phi hành trí. Hỏi, thế nào gọi là phi trí? Đáp, xả ly các pháp, mà cũng chẳng y trì nơi trí huệ, chẳng khởi tâm phân biệt. Như vậy là được quyết định trí, tức là được phi trí vậy. Hết quyển 45. Luận đại trí độ, quyển 46. Phẩm thứ 16, thừa đại thừa, ngồi xe đại thừa, kinh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, thế nào gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa? Ngài Phú Lầu Na đáp, kỳ thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma-ha-tát dụng pháp vô sở đắc trú trong đà ba la mật, dẫn đến trú trong bát nhã ba la mật nên chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có đàn ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát nhất tâm, đúng theo Tát Bà nhã tâm, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà chẳng chấp trước, vì biết rõ các pháp ấy chỉ là danh tự, là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh tự vì chúng sanh là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát nghĩ rằng sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều chỉ là danh tự vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng bốn niệm xứ, tám thánh đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không đều chỉ là danh tự vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế đều chỉ là danh tự vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề và Phật đều chỉ là danh tự vì đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát đầy đủ thần thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác để cúng dường, tôn kính, tán thán chư Phật và để nghe chư Phật dạy pháp đại thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát đầy đủ thần thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, tưởng về quốc độ. Bồ Tát Ma-ha-tát an trú trong pháp môn bất nhị, vì chúng sanh mà thị hiện thọ thân để giáo hóa chúng sanh, tùy theo chỗ chúng sanh đáng được độ mà thị hiện thân hình thích nghi để thuyết pháp. Như vậy mãi cho đến khi được nhất thiết chủng trí mà vẫn chẳng hề ly pháp đại thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma-ha-tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát được nhất thiết chủng trí chuyển pháp luân mà tất cả các người ở thế gian trừ Thành Văn và Bích Chi Phật dẫn đến trừ Thiền Lòng Bát Bộ đều chẳng có thể chuyển được. Lúc bấy giờ, chư Phật khắp mười phương đều hoan hỷ xưng danh hiệu vị
Bồ Tát ấy và tán thán rằng ở cõi nước đó có vị Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất thiết chủng trí chuyển pháp luân, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Luận Ngài Phú Lâu Na nêu lên ba vấn đề: một, phát đại thệ trang nghiêm; hai, phát thú đại thừa; ba, thừa đại thừa. Các vấn đề 1 và 2 đã được giảng luận rồi, nay nói đến vấn đề 3 là thừa đại thừa. Bồ Tát sẵn sàng bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình mà chẳng phá ngã tướng, gọi là Bồ Tát đại thệ trang nghiêm. Vì sao? Vì chẳng chấp ngã tướng mà chẳng phá ngã tướng mới vào được chúng sanh không và pháp không, mới gọi là đại trang nghiêm. Bồ Tát từ nơi chúng sanh không mà vào được pháp không, nên khi hành bố thí chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí và cũng chẳng thấy có người thọ thí. Hành các ba la mật khác cũng đều như vậy cả. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, Bồ Tát dùng tâm chẳng có tạp niệm, lì các phiền não, chẳng hướng về nhị thừa địa, chỉ hướng về nhất thiết chủng trí mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Biết rõ hết thảy các pháp ấy đều là rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chỉ là danh từ, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác, đem hoa sen bảy báu để cúng dường, tôn kính chư Phật và để nghe chư Phật thuyết pháp đại thừa. Bồ Tát thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ như Phật vậy mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, chẳng sanh tưởng về quốc độ, lại an trú trong pháp môn bất nhị, vì chúng sanh mà thọ thân, tùy tâm chúng sanh mà phương tiện thuyết pháp nhằm hóa độ họ. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Bồ Tát thừa đại thừa nguyện thành Phật, chuyển pháp luân nên được chư Phật các mười phương xưng danh và tán thán. Đại thừa là rốt ráo thanh tịnh, nên Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa dùng các thần thông để tự trang nghiêm. Chú trong thừa ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát một thời biến hóa vô biên thân, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, như vậy mãi cho đến khi được nhất thiết chủng trí vẫn chẳng hề ly đại thừa, chẳng hề ly chư Phật. Phẩm thứ 17, Trang Nghiêm Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Đại Trang Nghiêm là hết thảy đều trang nghiêm. Đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật trang nghiêm. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo trang nghiêm. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không trang nghiêm. Mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp trang nghiêm. Nhất thiết chủng trí cũng trang nghiêm. Có Bồ Tát Ma Ha Tát biến thân trang nghiêm như thân Phật, phóng quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cũng chiếu khắp hàng xa thế giới trong khắp mười phương. Có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong đàn Ba La Mật trang nghiêm, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu ly, lại hóa thân làm vị chuyển luân thánh vương, tùy chúng sanh cần gì đều cung cấp đầy đủ. Như đói thì cho ăn, khát thì cho uống, rét thì cho áo quần, bệnh thì cho thuốc men, vân vân. Rồi sau đó vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ tu được 6 pháp Ba La Mật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa, đại trang nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ví như ông huyễn sư ở giữa ngã tư đường biến hóa ra đại chúng, rồi cung cấp đầy đủ các thức ăn uống, các thứ thuốc men, vân vân. Ý ông nghĩ sao? Thật sự có đại chúng để ông huyễn sư cho ăn uống, cấp thuốc men chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng thật có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy. Bồ Tát tự hóa thân làm vị chuyển luân thánh vương, lại biến hóa ra đầy đủ các vật dụng cung cấp cho chúng sanh, tuy có hành bố thí mà thật chẳng có bố thí gì cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong Thi La Ba La Mật trang nghiêm, hóa thân làm vị chuyển luân thánh vương, đem 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô xác định, 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp để giáo hóa chúng sanh, dẫn họ đến vô thượng Bồ Đề. Ý như ông huyễn sư ở ngã tư đường biến hóa ra đại chúng, rồi đem 10 thiện đạo dẫn đến đem 18 bất cộng pháp để giáo hóa họ. Ý ông nghĩ sao? Thật sự có chúng sanh để ông huyễn sư giáo hóa chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng thật có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy. Bồ Tát đem 10 thiện đạo dẫn đến đem 18 bất cộng pháp để giáo hóa chúng sanh. Tuy có giáo hóa chúng sanh, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào được giáo hóa cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa,
Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát từ sơ phát tâm đến nay an trú trong sàn đề Ba La Mật Trang Nghiêm, nên dù bị người mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém vân vân cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề sanh sân hận. Bồ Tát hành nhẫn nhục và dạy cho chúng sanh hành nhẫn nhục như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành nhẫn nhục cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong tỷ lê gia Ba La Mật Trang Nghiêm hành tinh tấn và dạy cho chúng sanh hành tinh tấn. Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm hành tinh tấn và dạy cho chúng sanh hành tinh tấn như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành tinh tấn cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong thiền Ba La Mật Trang Nghiêm hành các thiền định và dạy cho chúng sanh hành các thiền định. Bồ Tát an trú nơi bình đẳng pháp nên chẳng thấy các pháp loạn hay định. Bồ Tát hành các thiền định và dạy cho chúng sanh hành các thiền định như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành các thiền định cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Thừa Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Trang Nghiêm hành trí huệ Bát Nhã và dạy cho chúng sanh hành trí huệ Bát Nhã. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có hai bờ mê giác, hành trí huệ Bát Nhã và dạy cho chúng sanh hành trí huệ Bát Nhã như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành trí huệ Bát Nhã cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát tự hóa thân khắp mười phương thế giới an trú trong sáu pháp Ba La Mật tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà dạy cho họ hành sáu pháp Ba La Mật, dẫn dắt họ đến vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng rời sáu pháp Ba La Mật. Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật và dạy chúng sanh hành sáu pháp Ba La Mật như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm chẳng nghĩ rằng ta đã giáo hóa chúng sanh, đã dạy cho chúng sanh tu bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, ta đã dạy cho chúng sanh tu sáu pháp Ba La Mật, ta đã độ vô lượng chúng sanh khiến họ được bốn quả thanh văn dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn như hóa, chẳng có bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có sáu pháp Ba La Mật, chẳng có bốn quả thanh văn dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thừa Đại Trang Nghiêm. Luận: trước đây Ngài Phú Lâu Na đã nói về Trang Nghiêm và Đại Thệ Trang Nghiêm rồi. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Ngài Phú Lâu Na chưa được nhất thiết trùng trí, ắt còn có chỗ thiếu sót, bởi vậy nên Ngài mới hỏi Phật để được Phật giải rõ thêm. Phật dạy, Bồ Tát hành đàn Ba La Mật dẫn đến hành Bát Nhã Ba La Mật, hành bốn niệm xứ dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, được nhất thiết trùng trí, được các quả báo thần thông, tự hóa làm thân Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, khiến chúng sanh phát tâm hành các thiện pháp. Bồ Tát lại tùy tâm chúng sanh nói pháp, khiến họ vào được ba thừa đạo, được các quả báo thần thông. Bồ Tát lại tự hóa làm thân vị chuyển luân pháp vương, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu ly, làm mưa bảo vật để tùy theo nhu cầu của chúng sanh mà bố thí cho họ được đầy đủ, rồi vì họ nói pháp, vân vân. Như vậy là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong pháp đại thừa, dùng pháp thí và tài thí làm lợi ích cho chúng sanh, lại dạy cho các chúng sanh hành các thiện pháp, tu sáu pháp Ba La Mật diệu dắt chúng sanh đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong pháp đại thừa, dùng thần thông biến hóa để hiển bày các pháp mà chẳng sanh chấp trước, cũng chẳng sanh tự cao tự mãn. Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm. Để chứng tỏ rằng Bồ Tát Ma Ha Tát dù chưa được lậu tận cũng đã chẳng còn chấp pháp, chẳng sanh cao tâm, Phật ví Bồ Tát với ông huyễn sư biến hóa ra các vật và người làm, người để làm việc bố thí. Sau đó Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, thật sự có đại chúng để ông viễn sư cho ăn uống, cung cấp áo quần thuốc men chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, chẳng thật có vậy. Phật dạy, Bồ Tát cũng là như vậy.
Tuy Bồ Tát có thần thông tự hóa làm thân Phật, làm chuyển luân thánh vương, lại hóa hiện ra các vật dụng để bố thí cho chúng sanh, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào được độ cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều như huyễn như hóa, đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu cả. Dẫn đến năm ba la mật kia cũng đều là như vậy cả. Hỏi, ngoài sáu ba la mật ra còn có pháp nào nữa để trang nghiêm trong? Đáp, hết thảy các công đức đều nhấp vào trong sáu pháp ba la mật. Lại nữa, tùy theo tâm chúng sanh mà Bồ Tát thi thiết ra các nhân duyên để thuyết pháp, khiến chúng sanh được an trú trong sáu pháp ba la mật. Lại nữa, ngay khi Bồ Tát phát đại thệ nguyện là đã quyết tâm đại trang nghiêm rồi. Vì đã quyết tâm nên Bồ Tát chẳng dấy niệm rằng ta đã giáo hóa chúng sanh, đã dạy chúng sanh tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, đã độ chúng sanh được bốn quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đà. Bồ Tát tự xem mình như ông viễn sư làm ra các viễn sự, nên chẳng chấp trước, cũng chẳng sanh cao tâm. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm. Kinh, ngày tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, theo nghĩa mà còn được nghe Phật nói thì trang nghiêm mà chẳng trang nghiêm tức là đại trang nghiêm. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tướng không. Sắc dẫn đến thức là tự tướng không, sắc dẫn đến pháp là tự tướng không, nhãn dẫn đến ý là tự tướng không, nhãn thức dẫn đến ý thức là tự tướng không, nhãn xúc dẫn đến ý xúc là tự tướng không, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là tự tướng không, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là tự tướng không, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tự tướng không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là tự tướng không. Bạch Thế Tôn, bảy nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát chẳng trang nghiêm tức là đại trang nghiêm. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, vì nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai làm ra. Vì chúng sanh chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai làm ra, nên Bồ Tát vì chúng sanh mà đại trang nghiêm. Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chúng sanh cũng chẳng phải là tác pháp. Này tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức là phi tác, chẳng phải do ai làm ra. Phi bất tác chẳng phải chẳng làm ra. Sắc dẫn đến pháp là phi tác, phi bất tác. Nhãn dẫn đến ý là phi tác, phi bất tác. Nhãn thức dẫn đến ý thức là phi tác, phi bất tác. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc là phi tác, phi bất tác. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là phi tác, phi bất tác. Vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, ngã cũng phi tác, phi bất tác. Dẫn đến tri giả kiến giả cũng phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, mộc huyễn hóa cũng phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, pháp như pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy nên nó nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chúng sanh chẳng phải là tác pháp. Lại nói Bồ Tát vì chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm. Ngài tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, theo chỗ còn quan sát, nương theo nghĩa Phật dạy thì sắc là vô phược, chẳng có trói buộc, vô thoát, chẳng cởi mở. Thọ tưởng hành thức cũng vô phược, vô thoát. Lúc bấy giờ Ngài Phú Lâu Na hỏi, thưa Ngài tu Bồ Đề, vì sao nói sắc là vô phược, vô thoát? Vì sao nói thọ tưởng hành thức cũng vô phược, vô thoát? Ngài tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Phú Lâu Na, sắc thọ tưởng hành thức đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như diệm, như hóa, nên là vô thượng, vô phược, vô thoát. Thường Ngài Phú Lâu Na, sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc vị lai, dẫn đến thức hiện tại, thức quá khứ, thức vị lai, đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như diệm, như hóa, nên là vô phược, vô thoát. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên là vô phược, vô thoát. Thường Ngài Phú Lâu Na, sắc thiện, sắc bất thiện, sắc vô ký, dẫn đến thức thiện, thức bất thiện, thức vô ký, cũng đều là vô phược, vô thoát. Sắc thế gian, sắc xuất thế gian, sắc hữu lậu, sắc vô lậu, dẫn đến thức thế gian, thức xuất thế gian, thức hữu lậu, thức vô lậu, cũng đều là vô phược, vô thoát.
Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thường ngày phủ lâu na, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật cũng là vô phược vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch, diệt, là bất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thường ngày phủ lâu na, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vô thượng Bồ Đề, nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí, Bồ Tát Phật cũng đều là vô phược vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là mất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thường ngày phủ lâu na, pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế cũng đều là vô phược vô thoát. Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên đều là vô phược vô thoát. Thường ngày phủ lâu na, Bồ Tát trú trong đàn ba la mật dẫn đến trú trong bát nhã ba la mật, trú trong bốn niệm xứ dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp, được nhất thiết chủng trí, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, cúng dường chư Phật, nghe chánh pháp cũng đều là vô phược vô thoát. Bồ Tát chọn chẳng ly các đức Phật, chọn chẳng ly các thần thông, chọn chẳng ly các Đà La Ni và các Tam Muội, sanh đạo chủng trí, được nhất thiết chủng trí, truyền pháp luân, an lạc chúng sanh trong ba thừa đạo cũng đều là vô phược vô thoát. Thường ngày phú lâu na, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma A Tát ở nơi hết thảy các pháp đều vô phược vô thoát, vì biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma A Tát thừa đại thừa đại trang nghiêm. Luật: ngày Thức Bồ Đề bạch Phật, theo nghĩa mà còn được nghe Phật nói, thì chẳng trang nghiêm mới là đại trang nghiêm. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tướng không. Hỏi: vì sao ngày Thức Bồ Đề lại hỏi Phật như vậy? Đáp: theo nghĩa Phật dạy, thì pháp đại trang nghiêm hàm xúc ý nghĩa quá thậm thâm, khó biết khó giải, nên chúng sanh ở trong chúng hội khởi tâm nghi. Khi nghe nói trang nghiêm là rốt ráo không, họ dấy niệm, nghĩ rằng việc dùng thần thông đi khắp mười phương thế giới là việc làm của chư Phật và chư Bồ Tát, họ chẳng làm sao có thể biết được. Do biết rõ tâm niệm của chúng sanh trong chúng hội như vậy, nên ngài Thức Bồ Đề mới chỉ cho họ biết rằng nghĩa đại trang nghiêm chẳng phải quá thậm thâm, chẳng phải quá khó biết khó giải. Ngài nói rằng vì đại trang nghiêm là tự tướng không nên dễ hành dễ được vậy. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức chẳng có định tướng nên là bất khả đắc. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng có định tướng nên là bất khả đắc. Vô thượng Bồ Đề, nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí, Bồ Tát Phật cũng chẳng có định tướng nên đều là bất khả đắc cả. Nếu có Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều là tịch diệt tướng mà chẳng sợ hãi, chẳng bỏ mất bản nguyện của mình, vẫn thường tinh tấn hành đạo, thì phải biết đó là vị Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm. Vậy nên phát đại thệ trang nghiêm chẳng phải là việc khó làm, khó được. Phật ấn chứng lời nói của ngài Thức Bồ Đề và dạy rằng đúng như vậy, đúng như vậy. Vì nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, phi tác pháp, chúng sanh cũng chẳng phải là tác pháp, nên Bồ Tát vì chúng sanh phát đại thệ trang nghiêm. Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên nhất thiết chủng trí cũng như chúng sanh đều chẳng phải là tác pháp. Hết thảy các pháp đều chẳng do ai làm ra, phi tác, và đều chẳng phải chẳng làm ra, phi bất tác, đều là như huyễn như hóa, đều là bất khả đắc cả. Trong chúng hội có người nghe Phật dạy rằng các pháp đều là như huyễn như hóa, lại dấy niệm nghĩ rằng 18 không nhằm phá các pháp tướng là có thật dụng. Như vậy vì sao lại nói các pháp đều chẳng được làm ra là phi tác? Phật dạy, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, vân vân, đều là vô sở tác cả. Vậy nên biết rằng 18 không cũng là hư dối, chẳng thật có, là vô sở tác vậy. Dẫn đến pháp như pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế, đều là trần thật pháp, nhưng bản thể vốn là vô tác, tùy theo nghiệp nhân duyên mà trở thành hữu tác, thành ra có pháp hữu vi, mỗi mỗi đều do cộng nhân mà có vậy. Còn pháp vô vi là do đối đãi với pháp hữu vi mà có,